Hôm nay mình làm Pedicure Eye Dancer gồm 5 sản phẩm trong đây các anh chị, và bắt đầu làm ha. Trước hết mình mở nước lên và mình bỏ cái sản phẩm đầu tiên là Purple Mirror Bath. Mình bọt mình nhỏ khoảng 1 đến 2 giọt thôi. Khi mình mở nước lên như vậy á, thì cái sản phẩm bắt đầu với cái nước thì bắt đầu bọt lên, và mình đồng thời lúc đó mình mở cái nắp mình cho khách hửi. Và cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tắm ở nhà kêu là bubble bath. Thì khi mà mình giới thiệu mình cho khách hửi như vậy đó, thì trong thời gian đó mình có thể mời khách đem cái sản phẩm này về nhà cho họ tắm. Và đặc biệt cái sản phẩm này khi anh chị ngâm á, thì cái sản phẩm nó không có làm cái chân mình nở ngâm lâu cỡ nào, cái những cái cuticle nó không có nở các anh chị. Thì sau đó mình bắt đầu tắt nước. Và cũng bình thường anh chị làm những cái chân thì anh chị lau nước sơn và cắt da cho khách, chà chân cho khách, cũng giống như những cái bình thường các anh chị làm. Thì sau khi cắt da đồ xong hết thì bắt đầu là mình làm cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này bắt đầu đó mình apply cái sản phẩm thứ hai đó là body loofah. Là body loofah này là một cái loại sản phẩm mình lấy rất là ít và giống như một cái đồng tiền thôi. Và cái sản phẩm này nó làm bằng cái vỏ walnut ha. Và khi mà anh chị chà lên cái chân khách đó, thì cái chân của khách nó không bị rát nè. Đặc biệt là những người khách người ta mới quát chân hoặc là người ta mới cạo lông chân rồi đó, là cái sản phẩm này nó không rát, mà nó có cái giống như cái xà bông ở trong đó. Khi mà mình làm á thì nó rất là trơn, và anh chị cứ chà và massage ha. Tại cái sản phẩm này mình vừa dùng tẩy da chết và mình massage cho khách luôn, thì khách nó rất là feel good khi trong lúc mà mình vừa massage vừa đẩy da chết, remove cái dead skin. Thì mình làm khoảng tùy theo cái mỗi cái tiệm. Có khi tiệm làm cái giờ giấc đó thì massage nhiều hay ít nha các anh chị. Tại vì cái này là một cái mẫu để anh chị thấy là mình apply á, thì mình không có apply nhiều. Và cái sản phẩm nó trơn và nó rất là dễ chịu lúc mà mình làm cái chân khách. Hoặc là lúc mà khi anh chị mà mình thấy cái sản phẩm mình massage hơi không có trơn lắm đó, mình lấy chút xíu nước và mình tiếp tục mình tẩy da chết. Thì cái đó là cái mà tùy cái mỗi chỗ làm cái pedicure ít hay nhiều giờ. Ok. Và tiếp tục sau đó thì mình bỏ cái chân khách xuống, bắt đầu mình rửa lại, mình rửa cho sạch lại, mình rửa để mà sao, tại vì cái sản phẩm của mình là water bay anh chị. Khi mà water bay á, thì anh chị biết sao không, nó sẽ rất là sạch, mình rửa như vậy là sạch rồi. Bây giờ là mình bắt đầu cái sản phẩm thứ ba. Khi mình đưa cái chân lên á, thì mình chậm cái khăn để làm chi, mình giữ cái độ ẩm của khách. Và đặc biệt khi mà mình apply cái chân, cái eye dancer, đây là sản phẩm thứ ba là eye dancer, là cái eye dancer này đó là cho muscle, cho bắp chân, mà những người đi nhiều mỏi mệt thì mình apply lên. Thì giống như các anh chị apply cái gel cooling á, thì cái này thay thế là eye dancer. Thì mình bỏ chỗ những cái bắp chân để cho khách, chỗ đó là khách mệt mỏi nhất, và mình apply, mình massage ha. Mình massage cũng từ từ, và cũng cái này là một cái mỗi tiệm massage lâu hay là nhanh thì tùy mỗi tiệm các anh chị ha. Thì cái này, cái mind pressure đó, mình tập trung cái bắp chân của khách nhiều hơn là ở trên, tại vì cái bắp chân người ta mới mỏi mệt. Và mình cứ massage như vậy, khi massage thì anh chị làm cho khách thoải mái cái chân, mình massage, mỗi người massage cái cách khác nhau. Và đặc biệt cái lòng bàn chân khách cũng mỏi mệt,
thì mình massage và mình bóp cho họ. Và sau đó thì mình bắt đầu mình bấm gắn sau mà xa cái eye denser, mình quấn khăn nóng lên và mình để đó. Tại vì như vậy thì giúp cái sản phẩm nó thẩm thấu vô cho cái chân được, cho khách luôn hay các anh chị. Thì khi anh chị làm thì anh chị sẽ làm hai chân, mà cái này là mình mẫu thôi thì mình làm một chân. Và sản phẩm thứ tư là sản phẩm Show Solution, thì mình lấy cũng rất là ít, khoảng một cái hộp đậu thôi. Để chi? Mình apply những chỗ nào khách bị nứt và mình cũng massage để cho cái sản phẩm đó thẩm thấu vô cái chân. Và khi người ta bước xuống thì cái sản phẩm nó đã thẩm thấu, thì cái chân không có bị trơn, và sản phẩm nó thẩm thấu vô thì kết quả nó cao hơn. Và khi mà anh chị cái sản phẩm này, anh chị nói chuyện với khách và anh chị có thể bán cho khách cái sản phẩm này về xài mỗi đêm. Sản phẩm này trong tiệm nail bán rất là nhiều, cái sản phẩm Show Solution ha. Thì mình làm xong thì mình lấy ra, mình lấy khăn nóng ra, hoàn toàn mình không có lau gì hết nha anh chị. Mình chỉ lấy cái khăn nóng ra thì cái da nó cũng vẫn còn ẩm ướt. Thì mình apply cái sản phẩm thứ năm là Babat Butter. Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm cuối cùng cho cái eye denser pedicure. Thì mình bỏ lên tất cả, lên cái chân cho đều ra và bắt đầu mình massage. Và đặc biệt thì cái này mình massage khi nào mà sản phẩm anh chị thấy khô và bắt đầu siêu được những cái sản phẩm khác cho cái chân của mình, thì đó là một cái sản phẩm cuối cùng của cái eye denser. Cái sản phẩm này lúc mà anh chị massage và anh chị nói là sản phẩm này giữ ẩm 24 tiếng và sản phẩm này trong tiệm nail bán rất là nhiều. Khi mà mình mua vô á thì mình bán ra là từ 30 đến 35 đồng một hũ. Và mình đây là một cái sản phẩm cuối cùng để mình massage cho khách ha. Thì giống như anh chị thấy đó, mình mỗi sản phẩm mình massage một chút, và từ bắt đầu từ cái pedicure tới xong cái pedicure, khách cảm thấy được massage rất là nhiều, nhưng mà thật sự nó không có nhiều. Và sau đó là xong cái chân và mình lấy khăn mình lau lại và mình sơn thôi. Tại vì những sản phẩm của mình là water based, không có dầu, thì mình sơn